Quảng Yên là đất có nhiều nghề truyền thống. Người dân nơi đây tảo tần, chịu thương, chịu khó, sáng tạo, khéo léo, nên họ dễ trở thành bậc thầy trong nhiều nghề. Chỉ riêng về ẩm thực, mảnh đất này đã có cả chục món ăn chứ danh như nem chua, bánh dày, bánh giò, bún. Trong số những món ăn truyền thống đó, rất nhiều món được chế biến từ gạo. Từ hạt gạo, người dân Quảng Yên đã sáng tạo thành những món ăn thơm ngon, bình dị, nhưng để thương để nhớ cho biết bao nhiêu thực khách. Trong số những món ăn đó phải kể tới bánh mật. Bánh mật Quảng Yên có nhiều gia đình làm, nhưng để lại ấn tượng riêng biệt, chuẩn vị, phải nhắc tới gia đình chị Hoàng Mai Anh ở phố Phạm Ngũ Lão, phường Quảng Yên. Đây là cơ sở sản xuất bánh mật gia truyền, có sản phẩm được chứng nhận ô cốp 3 sao của tỉnh. Bánh mật bọc lá chuối, bánh có màu nâu sẫm, nhân bánh có màu đỗ vàng ươm. Bánh không ngọt sắc mà có vị thanh thanh, mát dẻo của vỏ bánh, hòa quyện cùng vị thơm ngậy, ngọt bùi của nhân đỗ xanh kết hợp cùng dừa tươi. Quả thực là một hương vị độc đáo, đậm đà. Bánh mật ăn trong khoảng 3 tiếng sau khi ra lò là ngon nhất, bởi khi ấy bề mặt bánh se se lại, không bị dính và bánh vẫn còn hơi ấm. Ít ai biết được rằng cơ sở sản xuất bánh mật gia truyền của gia đình chị Mai Anh. Vậy mà chỉ có chị là nhân lực chính. Mọi công việc từ vo gạo, nấu bánh, đến khi sản phẩm được chọn để thi sao trong chương trình ô cốp, rồi mua sắm máy móc, nâng sản lượng, đều do một tay chị đảm đương. Đến với nghề là một cái duyên, song để gắn bó được với nghề thì còn cần một tình yêu rất lớn với món bánh truyền thống. Tôi làm cái nghề bánh mật này là đã từ năm 2017. Và cũng mới đầu thì cũng chỉ làm bán ở địa phương thôi. Nhưng mà sau thì là cũng đưa ra hội chợ, rồi bây giờ cũng đã nhiều người ở nhiều nơi biết đến, trên toàn quốc biết đến, rồi cũng có khách đi nước ngoài mua mang đi, Hàn Quốc rồi Canada rồi Anh Quốc mang đi rất là nhiều. Muốn làm bánh mật ngon, trước tiên phải lựa chọn được loại gạo nếp mới thơm. Bột gạo quyết định đến 50% hương vị của bánh. Gạo được vo sạch sẽ, nhặt sạn, ngâm trong nước sạch từ 6 tới 10 tiếng. Sau đó đem gạo xay nhuyễn. Lấy bột đã được xay, bỏ vào một tấm vải để ép khô bột trong thời gian từ 5 tới 6 tiếng. Bí quyết là phải xay gạo lại 2 lần, sau đó để gạo nghỉ. Đây cũng là thời gian để nước chảy ráo. Còn lại trong tấm vải trắng là một khối bột mịn. Khi đã đủ thời gian, mới tiến hành nhào bột. Nước đường được nấu cô đặc thành mật, sẽ được trộn đều tay với bột. Ở khâu này, cần chú ý,
để bột không quá loãng hoặc quá khô. Nhào đến khi thấy bột thật mịn thì Đạt yêu cầu để khi ăn bánh vừa ngọt đều vừa dẻo mịn. Bột nãy phải trộn bằng tay hết. Làm nhân bánh phải chọn loại đỗ xanh còn nguyên vỏ, ngâm với nước ấm rồi mang ra đãi sạch và đem ngâm từ 4 tới 5 tiếng, sau đó mang ra đồ chín. Đỗ chín sẽ đem ra cối xay giã thật nát rồi trộn đều cùng đường và dừa tươi đã nạo vỏ, vo tròn lại thành nhân. Lá chuối là một trong ba nguyên liệu không thể thiếu để làm bánh mật. Đối với bánh mật Quảng Yên, khâu chuẩn bị lá chuối để gói bánh cũng rất tỉ mỉ. Lá chuối được rửa sạch rồi phân chia thành ba loại. Loại lá bao trong cùng được đem nướng qua lau sạch. Lá độn được cắt nhỏ đều tay vừa khuôn để gói bánh cho vuông. Ngoài cùng là lá vỏ. Khi các khâu chuẩn bị đã hoàn tất là đến khâu gói bánh. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, chị Mai Anh khéo léo gói những chiếc bánh mật vuông vắn đều đặn. Cái này nó phải đam mê. Bánh gói xong sẽ được cho vào lò, hấp cách thủy. Theo chị Mai Anh, ở khâu hấp bánh cần giữ nhiệt độ ổn định và hấp trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Không nên hấp bánh quá thời gian, sẽ làm bánh mật bị nhão. Còn nếu hấp non, chưa đủ thời gian thì rất dễ khiến bánh bị sống, bị lại gạo. Cái nguyên vật liệu của nó phải là chuẩn, phải đạt chuẩn thì cái bánh nó mới ngon được. Gạo ngon, đỗ ngon. Đó. Và mình làm là nó rất là tinh khiết luôn ấy, nó không có chất bảo quản. Mới đầu thì làm nó cũng hồm nhão, hồm khê đại để là mình làm nó mới, mình chưa có công thức. Đấy, nhưng mà sau bây giờ thì tôi làm thì nó có công thức rồi, nó cũng có bí quyết của nhà nghề. Thì cái bánh bây giờ nó rất là thơm ngon và dẻo. Làm bánh mật nhiều quy trình, từ ngâm gạo, ngào đường, nén bột, ủ bột. Để làm một mẻ bánh cần ít nhất là 8 giờ đồng hồ. Ngày đầu khi chưa thành thạo công thức, mỗi mẻ bánh với chị Mai Anh đều là một thử nghiệm. Tôi có lúc làm thì cũng chán đấy. Kiểu trong quá trình mình làm mà khách không tiếp nhận đấy. Kiểu nó chưa được ngon, khách không tiếp nhận mình, đâm ra có lắm lúc cũng làm. Sau thì cứ dần dần mỗi ngày nó lâng lên một tí. Thế rồi là sau mình tìm tòi học hỏi, có cái bí quyết rồi thì dần dần thì cái bánh nó ngon lên thì mình đam mê hơn. Dẫu chỉ có gần chục năm gắn bó với nghề, thời gian không phải là quá dài so với những nghề truyền thống thường có cả chục, cả trăm năm tuổi. Tuy nhiên, cùng với nghề, chị Mai Anh đã trải qua nhiều giai đoạn. Từ khởi đầu đầy khó khăn đến khi sản phẩm vào chương trình OCOP. Đây là hai dấu mốc mà chị cho là quan trọng nhất. Đầu tiên ấy, thì thị xã, phường, xã là cũng giới thiệu mình là vào OCOP để cho nó cái bánh cho nó có thương hiệu. Thế trong quá trình vào thì các bác cũng giúp đỡ nhiều, cũng đưa đi thi sao. Hiện tại bây giờ là cái bánh của mình đã đạt tiêu chuẩn 3 sao, có thể là đưa vào siêu thị được rồi. Khi mà mình vào OCOP ấy, thì du khách biết đến rất là nhiều, thế nên là mình cũng rất là phấn khởi trong cái việc làm nghề.
Quả thực việc tham gia chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP đã mang lại cho những cơ sở sản xuất gia truyền như gia đình chị Mai Anh nhiều cái lợi. Từ số tiền hỗ trợ của chương trình, chị đã mua sắm được hệ thống máy móc hiện đại như máy xay, máy trộn, lò hấp. Nhờ đó mà công việc của chị cũng đỡ vất vả hơn, sản phẩm làm ra được nhiều hơn và chất lượng lại đảm bảo. Trước là tôi làm ít thôi, thì tôi tất cả là làm bằng tay hết. Đấy, nó không có máy móc hiện đại như bây giờ. Đấy, nó cũng vất vả. Mình làm ít, tuy là làm ít thôi nhưng mà nó cũng rất là vất vả cái thời gian đầu ấy. Thế nhưng mà trong quá trình mình làm thì bây giờ nó máy móc nó hiện đại rồi. Thì mình làm nhiều lên thì nó cũng cảm thấy là bình thường thôi. Nghề làm bánh mật trải qua thời gian đã có nhiều đổi thay. Ví như người thợ làm bánh không còn gói 3 lớp lá chuối nữa. Thay vào đó chỉ còn một lớp vỏ lá chuối trong cùng. Các lớp lá bên ngoài giờ đã được thay thế bằng vỏ hộp giấy, có thương hiệu, thiết kế, tiện lợi hơn và dễ nhận diện hơn với du khách. Tuy nhiên vẫn có một điều không bao giờ thay đổi, đó là chất lượng bánh vẫn vậy, thậm chí ngày càng thơm ngon và đảm bảo hơn. Mình cũng rất vui là khi là cái bánh của mình nó đã trở thành đặc sản của địa phương. Để du khách đến Quảng Yên là đã có được một cái món ngon đặc sản, một cái bánh ngon để thưởng thức và nhớ đến Quảng Yên nhiều hơn. Mong muốn của chị Mai Anh là nghề làm bánh mật ở đất Quảng Yên sẽ tiếp tục được phát triển. Vậy nên chị sẵn lòng truyền nghề cho những ai muốn học. Với một hy vọng đau đáu, chiếc bánh mật nhỏ xinh bình dị mang trong mình một mảnh hồn quê ngày càng được du khách gần xa ưa chuộng, theo chân du khách tới mọi miền Tổ quốc và thậm chí là ra nước ngoài.